Được thành phố Hồ Chí Minh cho phép shipper hoạt động trở lại đã hỗ trợ đáng kể cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân đang thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, sau 2 ngày thực hiện, người dân vẫn khó đặt hàng qua các ứng dụng do lượng đơn hàng nhiều nhưng số lượng shipper còn hạn chế. Theo danh sách shipper mà các đơn vị đăng ký với Sở Công Thương, toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 17.000 shipper đã được các doanh nghiệp ứng dụng đăng ký để ra đường hoạt động tính đến ngày 28 tháng 8. Đây là những shipper đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine và cần thực hiện xét nghiệm mỗi 2 ngày một lần để hoạt động. Sau khi có quyết định của thành phố, số lượng đơn hàng mà các ứng dụng nhận được đã tăng đột biến. Đại diện Grab cho biết, trong ngày đầu tiên mở giao hàng trở lại tại các vùng đỏ của thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng đã ghi nhận hơn 10.000 đơn hàng chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, theo phản ánh của dinh.vn, đến ngày 1 tháng 9, người dân tại các vùng đỏ của thành phố Hồ Chí Minh vẫn khó đặt đơn mua thực phẩm vì các đơn hàng không được tiếp nhận trên ứng dụng. Theo lý giải của một số ứng dụng thì nguyên nhân chính là thiếu lực lượng shipper, khó khăn trong việc xét nghiệm vào sáng sớm, nhận giấy xác nhận xét nghiệm cũng như tâm lý lo ngại dịch bệnh đã khiến nhiều shipper dù có tên trong danh sách được doanh nghiệp quản lý đăng ký để hoạt động giao hàng tại các vùng đỏ vẫn không mặn mà ra đường hoạt động theo đại diện của ahamu việc nhiều tài xế không trở lại hoạt động dù đủ điều kiện có rất nhiều lý do có thể họ đột nhiên nằm trong vùng giới hạn hoặc sợ dịch bệnh nên không ra đường cũng có trường hợp tắc áp vì sợ ra đường sẽ bị phạt dù được trang bị đầy đủ giấy tờ cần thiết một phần do cách diễn giải quyết định của các bên khác nhau và trước đó đã có khá nhiều trường hợp shipper bị phạt vì lẽ trên đặc biệt nhiều shipper cảm thấy bất tiện vì phải lấy mẫu thường xuyên